Mình gọi nào chị hai chị ba rồi bạn bè đến nấu ăn tại nhà. Dùng nồi quyên cuốc đi, em thích nấu món gì? Dù là xào là chiên là kho là hấp thì đều ngon, rất ngon. Không bạc gì, ta là những nhà phân phối, luôn sẽ chia niềm vui mới. Bạn em vừa đến ăn khen quyên cuốc nấu thật là ngon. Mua ngay kẹo xếp tía, mua mỗi người một chia. Chẳng mấy chốc gia tăng kết nối là nhà nồi quyên. Gia tăng kết nối là nhà nồi quyên. Quyên cuộc này kinh doanh Amway khởi nghiệp tại nhà. Home party kinh doanh Amway khởi nghiệp tại nhà. Home party gia tăng kết nối là nhà nồi quyên. Nồi quyên cuộc có 7 lớp, giữ nhiệt và dinh dưỡng tốt. Công nghệ mới Vitalong tiết kiệm năng lượng hết mức. Nấu món gì cũng ngon hết. Ai cũng tưởng vua đầu bếp ha. Giá phải chăng thế mới chết. Yeah. Quyên cuộc đủ loại thức ăn trên đời, nấu bánh cả món mặn món chay cũng chơi, món Việt món Tây nấu ngon không nên lời, dễ như vậy cũng làm được chị em ơi. Không lo cuối ngày rửa nồi vất vả, nồi to không lo chết đói được đâu à. Let's nấu ăn ngon ai cũng muốn cả, tạo ngay một chiếc Quyên cuộc đi nha. Home party